Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20 rượu khiến người ta nhạo bán, đồ uống say làm cho hỗn hào. Phạm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan. Sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm hét, ai chọc giận người, ác phạm đến mạng sống mình. Người nào giữ mình khỏi tranh cạnh, ấy là sự tôn vinh của người. Chỉ kẻ điên cuồng xa vào đó mà thôi. Vì có mùa đông, kẻ biến nhát chẳng cài ruộng qua mùa gặt nó sẽ xin ăn nhưng chẳng được gì hết mưu kế trong lòng người ta như nước sâu người thông sáng sẽ múc lấy tại đó phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành người công bình ăn ở cách thanh liêm những con cháu người lấy làm có phước thay vua ngồi trên ngôi xét đoán, lấy mặt mình đánh tan các điều ác. Ai có thể nói, ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi. Hai thứ trái cân và hai thứ lường, cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều do bản tánh nó ra. Tai để nghe, Mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng. Hãy mở mắt ra thì sẽ được no nê bánh. Kẻ mua nói rằng: "Không tốt, không tốt, đoạn đi và tự khoe khoang mình. Có vàng và nhiều châu ngọc, song miệng có tri thức là bửu vật quý giá." hãy cầm lấy áo hắn vì hắn có bảo lãnh cho người khác. Hãy buộc họ một của cầm bởi họ đáp thế cho người đàn bà lạ. Bánh nhờ dối gạt mà được, lấy làm ngon ngọt cho người. Nhưng kế sau, miệng người đầy sạn. Nhờ bàn luận, các mưu kế được định vững vàng. Hãy đánh giặc cách khôn khéo. Kẻ nào đi theo lẻo bày tỏ điều kín đáo. Vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tâm tối mờ mịt. Sáng nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước. Chớ nói ta sẽ trả ác, hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va và cây cân giả nào phải vật tốt lành. Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định. Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được. Nói cách hấp tấp rằng, vật này là vật thánh, và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta. Vua khôn ngoan, làm tan kẻ ác, và khiến bánh xe lăn cán chúng nó. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua, người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người, còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già. Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng. Thư Corinto thứ nhất, chương 11 Hãy bắt trước tôi, cũng như chính mình tôi bắt trước Đấng Chris vậy. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. Do vậy, Tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người. Người đàn ông là đầu người đàn bà. Và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Phạm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng phạm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không trùm đầu thì cũng nên hớt tóc đi. Xong, nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu. Nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi chưng, không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy song trong chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà vì như đàn bà đã ra từ đàn ông thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà và cả thảy đều ra bởi đức chúa trời chính anh em hãy đoán xét điều này đàn bà cầu nguyện đức chúa trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình vì đã ban tóc dài cho người dường như khăn trùm vậy bằng có ai muốn cãi lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy mà các hội thánh đức chúa trời cũng không có nữa trong khi tôi truyền lời cáo dụ này chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh, thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là, Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta hãy khi nào các ngươi uống hãy làm điều này để nhớ ta ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này uống chén này thì rao sự chết của chúa cho tới lúc ngài đến bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của chúa vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cơ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Xong khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỏi anh em, Vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định. Chương 17 Hơi thở tôi bay đi, các ngày tôi hầu hết, mồ mã sẵn dành cho tôi kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi. Mắt tôi hằng nom sự sỉ nhục của chúng nó. Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ, hãy bảo lãnh tôi bên Chúa, vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho tôi? Vì Chúa khiến lòng chúng không thông sáng, nên Chúa sẽ không cất chúng cao lên. Người nào nộp bằng hữu mình cho bị cướp, mắt của con cái nó sẽ bị hao mòn. Nhưng đức chúa trời có làm tôi trở nên tục ngữ của dân sự chúng khạc nhổ nơi mặt tôi mắt tôi lư lờ vì buồn rầu tứ chi tôi thảy đều như một cái bóng các người ngay thẳng đều sẽ lấy làm lạ còn người vô tội sẽ nổi giận cùng kẻ ác tệ song người công bình sẽ bền vững trong đường lối mình và người có tay tinh sạch sẽ càng ngày càng được mạnh dạn nhưng hỡi các ngươi hết thảy khá biện luận lại nữa song ta không thấy trong các ngươi có ai khôn ngoan các ngày tôi đã qua các mưu ý tôi tức các thiết ý của lòng tôi đã bị diệt chúng lấy đêm trở làm ngày trước sự tối tăm chúng nói rằng ánh sáng hầu gần nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm ví tôi đã nói với cái huyệt rằng ngươi là cha ta với sâu bọ rằng các ngươi là mẹ và chị ta. Vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu? Sự trông cậy tôi, ai sẽ thấy nó được? Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất, thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ. Chương 18 Binh Đác, người su a bèn đáp rằng Ông gài bẫy bằng các lời mình cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rồi chúng tôi sẽ nói. Nhưng sao chúng tôi bị coi như thú vật và ngu dại trước mặt ông? Ông nổi giận, bèn xẻ rạch mình. Há vì ông mà trái đất sẽ bị bỏ hoang và hoàng đá phải dời đi khỏi chỗ nó sao? Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, ngọn lửa của hắn không chói nữa. Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn các bước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi chính các mưu trước người sẽ đánh đổ người vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẫy và đi trên mảnh lưới cái bẫy sẽ thắt hắn nơi gót chân và dò lưới sẽ bắt nó có sợi dây khuất dưới đất và cái bẫy ẩn tại trên đường để hãm lấy nó từ bốn phía sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người. Sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu, và tai họa trực sẵn ở bên cạnh người. Các chi thể hắn sẽ bị tiêu nuốt, tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết tiêu nuốt. Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình là nơi hắn nương cậy, đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp. Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn, còn diêm sinh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó ở dưới thì rễ hắn khô héo ở trên lại bị chặt nhành kỷ niệm hắn sẽ bị diệt khỏi thế gian danh hắn không lưu lại trên mặt đất hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm và người ta khu trục nó khỏi thế gian hắn sẽ chẳng có con cháu giữa dân sự mình cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình. Những người hậu sinh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn, y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp. Quả thật, đó là nơi ở của kẻ bất công, và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời. Chương 19 Gióp bèn đáp lời rằng, Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào? và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ. kia đã mười lần các ngươi quở trách ta, bạc đãi ta mà không mắc cỡ. Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào, sự lỗi ta vẫn ở nơi ta. Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta, vậy hãy biết rằng, ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta và giăng lưới ngài chung quanh ta. Này, Tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời. Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình. Chúa có chận đường tôi, tôi chẳng đi qua được. Ngài có để tâm tối trên đường lối tôi. Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi và cất mão triều khỏi đầu tôi. Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía và tôi hư mất đi. Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối ngài cũng nổi thạnh nộ nổ cùng tôi cầm tôi là một kẻ cừu địch ngài các đạo binh ngài đã cùng nhau kéo tới đắp đường họ để đến hãm đánh tôi và đóng ở chung quanh trại tôi ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ các thân thích đều lìa bỏ tôi các mật hữu tôi đã quên tôi những kẻ ở trong nhà tôi và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ trước mặt chúng tôi đã trở thành một người ngoài tôi gọi kẻ tôi tớ tôi mà nó không thưa dẫu tôi lấy miệng mình nài xin nó cũng vậy hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi đến đổi những đứa trẻ cũng khi tôi nếu tôi trỗi dậy chúng nó nhạo báng tôi các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi tôi đã thoát được chỉ còn da bọc răng mà thôi hỡi các bằng hữu tôi hãy thương xót tôi hãy thương xót tôi vì tay của đức chúa trời đã đánh tôi cớ sao các bạn bắt bớ tôi như đức chúa trời và chưa no nê thịt tôi sao Ôi, chớ chi các lời tôi đã biên chép, ước gì nó được ghi trong một quyển sách. Chớ gì, lấy cây viết bằng sắt và chì mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời. Còn tôi, tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài chứ chẳng phải kẻ khác. Lòng tôi hao mòn trong mình tôi. Nếu các bạn nói rằng chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm tại trong mình tôi, khá sợ mũi gươm vì gươm là một khí giới hung tàn phạt tội gian ác để các bạn biết rằng có sự phán xét cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con, xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.